Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình uh, giới thiệu bán một chiếc máy Mitsu 3250. Đó. đấu đầu là y Isuzu 93 các bạn. Lên heo ti, uh, dàn sới, bánh lồng, uh, bánh bơi, đó. Uh, bánh bơi, uh, khoa đường nước, đó. bánh hơi. Đó. toàn trọn bộ gì đó bạn. Là uh, máy này thì uh, còn nguyên zin ha. Uh, là máy số uh, chưa động ha các bạn, là có mở hai bên đùi làm tán đùi thôi. Đó, cầu là chưa mở luôn các bạn. Máy là là giới giới thiệu là là mới là như vậy đó. À, địa chỉ là ấp Sẻo Lùng, xã Hòa Thận, à, tỉnh Dòng tỉnh Kiên Giang, huyện Dòng Tiền các bạn. Đó. Thì anh em có nhu cầu mua thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề ha. Máy thì mình thấy là chọn bộ như thế này là cái giá là 45 triệu. Thì mình thấy là cũng khá là hợp lý để cho anh em sử dụng ha. Nó nội dàn sớ, bánh lòng, bánh bơi, dòng khoa đường nước. Các thứ mình thấy rất là nhiều món ha. Đó là máy là đích số chưa đụng lên heo ti ha là isuzu 93 là mình thấy cái đầu cũng là mạnh để cho anh em xài đó, anh em có nhu cầu mua thì liên lạc với số điện thoại nằm ở trên tiêu đề để xem ngay chủ chủ máy hả bạn xem chủ máy ngay trực tiếp cho nó dễ đó, dàn điện đường nước rồi bánh lồng bánh bơi đó nó bạn máy là vậy đó anh em có nhu cầu mua thì liên lạc ha đó dòng máy này thì dòng máy hai cầu có 45 triệu thì mình thấy là khá là dễ chơi đó. máy này là ở dưới đồng đang chạy về luôn à, còn sình không à do đó nên à, quay sơ sơ để cho các bạn xem thôi đó, còn muốn xem trực tiếp muốn xem thêm thì anh em à, vui lòng là xem qua số điện thoại ha người ta sẽ gửi các bạn muốn coi chỗ nào thì người ta sẽ quay cho các bạn coi chỗ đó, đó. bánh lòng là vậy luôn đó bạn đó, bánh lòng bánh bơi bánh hơi dòng khoang đường nước đó. Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Máy ở dưới dòng ghiền Kiên Giang.